Những lưu ý khi thuê dịch vụ quay phim chụp ảnh sự kiện. Thứ nhất là đảm bảo rõ ràng về nhu cầu và yêu cầu. Trước khi thuê dịch vụ quay phim chụp ảnh sự kiện, khách hàng cần phải đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ ràng về nhu cầu và yêu cầu của mình. Việc này giúp tránh những hiểu lầm và đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng mong đợi. Thứ hai là tham khảo ý kiến từ người có kinh nghiệm. Nếu đây là lần đầu tiên bạn thuê dịch vụ quay phim chụp ảnh sự kiện, việc tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và lựa chọn được công ty uy tín. Cuối cùng là lựa chọn công ty dịch vụ uy tín. Để chọn được công ty dịch vụ uy tín, khách hàng cần nắm rõ về kinh nghiệm, chuyên môn, dịch vụ hậu mãi và phản hồi từ khách hàng trước. Trước khi ký kết hợp đồng với công ty dịch vụ, khách hàng cần phải kiểm tra kỹ các điều khoản và cam kết trong hợp đồng để đảm bảo rằng không có sự hiểu lầm nào xảy ra sau này. Mọi thông tin cần tư vấn xin liên hệ Mr. Trường số điện thoại Zalo 0983 213 910 hoặc truy cập website dịch vụ quay phim chụp ảnh.net để được trợ giúp thêm.